Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với giải vô địch hạng B của bóng đá sân 7 Hà Nội năm 2024, Hà Nội Serie B 2024. Chúng ta sẽ đến với những trận đấu trong lượt trận thứ tư và mở màn trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên sân số 2 đó sẽ là trận đấu giữa Dầu Khí Đông Á và các cầu thủ bên phía Gimeta GSC. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân đấu luyện viên Mạnh Kiên sử dụng bên phía Dầu Khí Đông Á. Họ sẽ ra sân với 7 cái tên bao gồm thủ thành Thái Sơn, cùng với đó là các cầu thủ Thiên Khôi, Hoàng Hậu, Ngọc Sơn, đội trưởng Sĩ Tính, Duy Linh, Linh BK và Bùi Văn Khải. Rất trọng tài sẽ điều khiển trận đấu này bao gồm các ông Ngọc Anh, Phúc Sơn và Thanh Tùng. Bên phía các cầu thủ Gimeta thì đội hình ra sân của họ đó là Quang Anh thủ thành, cùng với đó là Duy Phan, Đức Quang, Minh Quang, Phùng Xuân Nam, Nguyễn Phúc Hưng và Thẩm Khánh Duy. Và như vậy là trận đấu giữa Dầu Khí Đông Á và Gimeta đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp một này thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Dầu Khí Đông Á sẽ bảo vệ khung thành phía bên phải màn hình quý vị và các bạn. Minh Quang, vẫn là Minh Quang, rất cố gắng. Minh Quang trả về, sút bóng không vào. Duy Bảnh đã không thể tận dụng được cơ hội mà Đặng Đình Minh Quang. Quang Auto đã rất nỗ lực ở phía hành lang biên. Tiếp tục là đường chuyền dài của Minh Quang. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Dầu Khí Đông Á. Thủ thành Thái Sơn, không phải như vậy là thủ thành bên phía Gimeta đã chơi xuất sắc để cứu thua. Ngay lập tức là lời đáp trả. Wow! Như vậy là các cầu thủ bên phía Dầu Khí Đông Á đã có được bàn thắng vượt lên. Người đã ghi bàn đó là Phùng Xuân Nam. Cú ra chân rất nhanh đến từ Xuân Nam và giúp cho các cầu thủ Gimeta có được lợi thế. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 9 nhờ công của Phùng Xuân Nam. Như vậy trọng tài xác định là phát bóng lên được dành cho các cầu thủ bên phía Gimeta GSC. Sút bóng quá đẹp, quá tuyệt vời. Cú vô lê rất đẳng cấp đến từ Hoàng Duy Phan. Một cú ra chân trái gợi nhớ cho chúng ta đến Robin Van Persie, với một cú đá lợi hại của Duy Phan. Một cú nã đại bác khiến cho cả thủ thành Thái Sơn phải bật ngửa ra sau với một cú vô lê căng đét. Gimeta đã dẫn trước 2-0 với những bàn thắng của Xuân Nam và Hoàng Duy Phan. Bây giờ là bóng trong chân các cầu thủ bên phía Dầu Khí Đông Á. Cơ hội, penalty chắc chắn rồi. Và phạm lỗi là khá rõ ràng của Đức Quang, Quang Muller. Sĩ Tính rất gọn gàng. Tỷ số là 1-2. Lợi thế vẫn thuộc về Gimeta, nhưng các cầu thủ Dầu Khí Đông Á đã khiến cho cách biệt chỉ còn lại là một bàn. Hai đội đang chơi khá công hiến. Tốt. Đó là pha phối hợp của Duy Bảnh và đồng đội. Khá hay. Tuyến đai không vào. Pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ bên phía Gimeta. Kết thúc bằng cú đá của Duy Phan. Và xử lý rất tốt. Nhưng sau đó thì bóng đã bay vào trong và không khó với Thái Sơn. Các cầu thủ Dầu Khí Đông Á để mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Rất lúng túng. Duy Linh rất tích cực. Duy Linh, Duy Linh vào. Tỷ số là 2-2. Màn độc diễn ấn tượng của Duy Linh. Và anh đã gỡ hòa 2-2 cho các cầu thủ Dầu Khí Đông Á. Duy Linh đã gỡ hòa cho các cầu thủ Dầu Khí Đông Á ở quãng cuối của hiệp đấu đầu tiên.
móc bóng, không vào. Và tung người móc bóng là ấn tượng đến từ Phùng Xuân Nam, người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Không được cơ hội. Tỷ số là 3-2 cho các cầu thủ Dầu Khí Đông Á. Lại là Duy Linh gây ra những rắc rối để cho đồng đội của mình. Lần này đã tận dụng thành công. Tính Mê Linh đã góp mặt rất nhanh. Chính Tính Mê Linh là người đã chuyền bóng để cho Duy Linh có cơ hội tiếp cận nhưng không thắng được Quang Anh. Và ngay lập tức thì Sĩ Tính ập tới và có cú đá bồi. Long Còn mở bóng ra. Vẫn là pha phối hợp. Sút bóng không vào. Pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ Jimeta. Hơi loằng ngoằng một chút nhưng cú đá cuối cùng là của Phùng Xuân Nam. Xuân Nam đã phối hợp với đồng đội ở đáy biên. Đi bóng tốt. Các cầu thủ áo xanh đã để mất đi quyền kiểm soát bóng của mình. Đưa bóng vào. Và đưa bóng vào hơi sâu. Nguy hiểm. Và lần này lại có penalty nhưng là dành cho các cầu thủ Jimeta. Lỗi thuộc về thủ môn Thái Sơn. Hà Tít. Cú đá hốc nóc. Bàn thắng gỡ hòa của các cầu thủ Jimeta đã được thực hiện bởi số 6 Việt Hà. Tỷ số đã là 3-3 rồi. Đức Dũng trả về cho Long Còn. Không phải, đó là Hà Tít. Khá hay. Long Còn quá đẹp. Một cú duỗi mù đưa bút chì rất ấn tượng đến từ Long Còn. Đức Long đã nâng tỷ số lên 4-3 dành cho Jimeta. Sau tình huống đập nhả với đồng đội ở ngoài đường biên, Long Còn đã có bóng ở khu vực trung lộ và sau đó thì anh tung ra một cú duỗi mù. Bốn ba rồi. Màn rượt đuổi tỷ số của cả hai đội vẫn được tiếp tục. Và lúc này thì Jimeta đang dẫn trước. Không thành công. Nỗ lực tiếp cận của Đức Dũng. Hai nỗ lực liên tiếp. Nhưng chưa thể có bàn thắng thứ 5 cho các cầu thủ Jimeta GSC. Long Còn. Đi bóng khá tự tin. Cơ hội. Cú đặt lòng nắn nót nhưng không thể thành bàn. Cơ hội đã được trao lại cho các cầu thủ bên phía Jimeta. Lại một tình huống băng lên để cắt bóng, đó là Long Còn. Long Còn, cú đá ở góc gần. Thái Sơn vẫn có thể cản phá được cú dứt điểm đến từ Đức Long. Đi bóng tốt. Cơ hội. Đức Dũng đã đi bóng hay nhưng cú dứt điểm của anh thì không. Băng lên rất khỏe. Hà Tít không vào. Một cú lườm rau gắp thịt đến từ Hà Tít, những tưởng là chuyền bóng mà thay vào đó là dứt điểm. Thêm một cú sút nữa, lần này thì cuối cùng phải có bàn thắng thôi. Hà Tít lại lập công lớn và mang lại cơ hội cho Đức Dũng. Số 3 Đức Dũng đã nâng tỷ số lên 5-3 cho các cầu thủ bên phía Jimeta. Người đã lập công lớn trong tình huống vừa rồi. Đó chính là cầu thủ mà số 6 Việt Hà, Hà Tít. Rất tốt. Cơ hội. 6-3. Rất bình tĩnh. Pha xử lý bình tĩnh, tinh quái và cực kỳ hiệu quả. Như vậy là bên phía Jimeta đang khoa được tung vào sân để thay thế cho Đức Dũng.
Còn Hồng Quân là người vừa ghi bàn cho Gimeta. Tiếp tục có cơ hội cho Gimeta. Sút bóng không vào. Lần này thì cú đá của Hồng Quân đã đưa bóng đập trúng sang ngang. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc với thắng lợi 6-3 thuộc về phía Gimeta. Họ đã có được cuộc lội ngược dòng trong hiệp thi đấu thứ hai và hướng tới chiến thắng đậm đà trước Dầu Khí Đông Á. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua trận đấu giữa Dầu Khí Đông Á và Gimeta, trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ tư của Hà Nội Serie B 2024. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo của Hà Nội Serie B 2024. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.